Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông do chó chạy rông ngoài đường diễn ra phổ biến tại Đồng Tháp. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng người đi đường, mà khi thời tiết nắng nóng như hiện nay, chó dễ mắc các bệnh dại rất nguy hiểm khi cắn người. Hơn 90 đối tượng, trong đó có nhiều nữ đã có kết quả dương tính với ma túy sau khi công an thành phố Cà Mau đột kích cơ sở kinh doanh karaoke Godship thuộc địa bàn phường 5 vào rạng sáng nay. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ một số hung khí như dao tự chế, gậy gỗ, một số lượng lớn túi ni lông nhỏ chưa sử dụng, thường dùng để chứa ma túy và khoảng 300 viên nén với nhiều loại, màu sắc khác nhau, nghi vấn là thuốc lắc. 61 em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vừa phải nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Hiện nay sức khỏe của các em đã ổn định. Các vật phẩm liên quan đã được lấy để xét nghiệm độc chất. Nhiều phụ huynh cho biết là sau khi ăn cà ri bò với bánh mì tại trường thì các em có những triệu chứng trên.